Xin chào, tôi là Quốc Huy, hiện là 25 tuổi và mình được với cái duyên mà mình ăn những sản phẩm thuần chay đã được 4 năm rồi. Và mình nhận ra một điều là mình cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn, sức khỏe mình nó cũng tốt hơn, không có bệnh lặt vặt như là những cái ngày mà mình còn ăn mặn. Thì và từ đây về sau thì mình không có thấy một lý do nào để mình thay đổi việc ăn chay của mình nữa, và mình sẽ quyết tâm đến với việc ăn chay đến có thể là đến khi nào mà mình không còn sống trên cõi đời này nữa. Thì mình cảm nhận được một điều là ăn chay đầu tiên là mình sẽ cảm thấy được tâm hồn của mình rất là bình yên thanh thản, bằng cái việc mà người ta nói là trưởng dưỡng lòng từ bi á, thì mình cảm thấy là mình yêu động vật hơn, mình yêu tất cả mọi người hơn, mình dùng tình thương để mình đối xử với tất cả mọi người mà khi mà mình giao tiếp với họ. Và mình nhận ra một điều á, khi mình sống mỗi ngày thì mình thấy là bệnh tật trên xã hội rất là nhiều, và mình đọc báo hay là mình nghiên cứu hay là từ những thông tin mà những người bạn, những người anh em nói chuyện với mình, thì mình thấy là khi mà chúng ta sử dụng thịt động vật nhiều, càng ngày càng nhiều, thì bệnh tật sẽ càng ngày càng phát sinh, và mỗi ngày sẽ có những một loại bệnh mới mà chúng ta không ngờ tới được. Hồi xưa đâu có bệnh nhiều như bây giờ đâu, do hồi xưa chúng ta sử dụng cái nguồn nguyên liệu của tài nguyên ít hơn, những sản phẩm mà chúng ta sử dụng thì nó sạch hơn. Bây giờ vì cái nhu cầu sử dụng thịt động vật càng ngày càng một nhiều, những cái người kinh doanh người ta sẽ sản phẩm xuất ra những cái thực phẩm gọi là không có an toàn cho sức khỏe, nên vì thế mà cái sự đề kháng trong cơ thể chúng ta càng ngày càng giảm, rồi sử dụng những cái thuốc tăng trưởng đó trong động vật á, thì sẽ làm cho nó nhiễm nhiều bệnh hơn, virus dễ tấn công hơn và cũng truyền vào con người, làm phát sinh ra những loại bệnh mà chúng ta không thể nào mà có thể ngờ tới được. Mà ngay bây giờ mình cũng không nghĩ là tại sao có quá nhiều bệnh như vậy, mà cảm thấy xã hội bây giờ mọi người đang rất là nháo nhào lộn xộn vì lo, mình sợ bị nhiễm này, mình sợ bị nhiễm kia, nhưng mà mình không biết nguyên nhân tại sao mình bị nhiễm. Thực sự nguyên nhân là do chính bản thân mình tạo ra trong cuộc sống của mỗi ngày thôi. Và cái việc mà ăn chay á, thì bạn bè mình cũng biết, gia đình mình cũng biết, và mọi người hỏi là tại sao mình ăn chay được như vậy, sao giỏi vậy, nếu mà chị hay là nếu mà anh thì anh ăn không được đâu. Ủa mình nghĩ tại sao lại không được, đúng không? Nếu mà mình thực sự mình muốn ăn và mình xem những cái thực phẩm chay nó là một thực phẩm mà mình ăn mỗi ngày, thì đó là thức ăn của mình, thì mình khi mình ăn mình sẽ nghĩ đến nó thôi, mình đâu có nghĩ đến những sản phẩm động vật khác. Mà tại vì người ta đã quen với cuộc sống rồi, người ta ăn cha ăn ăn thịt động vật mỗi ngày, và ta nghĩ miếng thịt nó thơm hơn thịt con này con kia nó thơm, và người ta không nghĩ đến để có một miếng thịt như vậy thì mình phải trải qua những quá trình gì, mình sát sinh như thế nào, mình phải sản xuất một con vật được như thế, rồi mình giết nó rồi mình ăn. Khi mà có một cái bàn ăn ra nhìn miếng thịt ôi đẹp quá ngon quá, chứ đâu nghĩ đến đó là một cái miếng thịt mà mình xẻ ra từ từ một cơ thể bình thường của một con vật đó. Nó cũng có sự đau đớn, nó cũng có máu đỏ như mình, nó cũng có một cơ thể, nó cũng có nội tạng sống như cuộc sống của một con người, thì tại sao mình lại giết nó để mình ăn? Thì thường bây giờ người ta ăn mặn, người ta sao không nghĩ đến điều đó, người ta sẽ nghĩ đến gọi nôm na là ẩm thực á. Ẩm thực thực sự là nó chỉ làm cho mình gọi là khoái khẩu cái miệng của mình khi mình ăn thôi. Nhưng mà mình không nghĩ đến những cái vấn đề đó nên mình vẫn tiếp tục ăn mặn. Và theo như mình nghĩ nha, đồ ăn mà ngon á là do từ cái tâm của người nấu và cái gia vị mà mình nêm nếm vào đó, chứ không phải là từ thịt động vật. Ví dụ từ một miếng thịt sống mà mình đem ra mình ăn thử thôi, mình ăn nổi không? Rất tanh, rất mình được. Nhưng một miếng đậu hũ sống, một miếng rau sống mình có thể ăn được. Huy nghĩ rằng á là thiếu thịt mình có thể sống được, nhưng thiếu rau củ quả mình không bao giờ tồn tại được trên cái cuộc sống này. Và cũng nhiều người nói mình ăn chay giỏi quá, nếu mà anh thì anh ăn chay không được 2 ngày đâu, anh ăn 3 ngày là dám rồi. Tại sao vậy? Tại vì mình không có quyết tâm. Nếu mà mình muốn ăn, mình thực sự một lần mình thử, mình quyết tâm mình ăn coi thì mình sẽ ăn được trong bao lâu. Và nếu mà mình muốn bảo vệ sức khỏe của mình, nhiều bạn trẻ bây giờ cũng khi mà nói mình ăn chay đó, mọi người đều có một cái thái độ rất là ngưỡng mộ. Mình thấy không có gì ngưỡng mộ hết á, cái chuyện đó là chuyện rất bình thường, giống như cuộc sống hàng ngày của mình để mình ăn chay thôi. Và nếu mà làm được điều đó mình thấy bình thường, còn nếu mà người ta không làm được, người ta sẽ thấy một điều đó là một điều mà người ta đáng ngưỡng mộ với mình. Thì trong cuộc sống đều là như vậy mà. Người ta nói là ăn chay rất là khó, Huy nghĩ không khó đâu, tại vì mình không có quyết tâm nó mới khó thôi, không có chuyện gì khó, từ khi mình quyết tâm làm thì nó mới mới mới, mới có thể mình thực hiện được. Ví dụ như là mình muốn bảo vệ sức khỏe của mình thì mình không có biết cách. Khi mà nói ra vấn đề gì mình cũng nói là mình muốn giữ sức khỏe mình như thế này, mình trong cuộc sống mình phải sức khỏe phải tốt như thế nào đó, mà mình đâu có biết cách giữ sức khỏe đâu. Trong cái trường hợp đó là ăn thịt động vật là một cách mà mình hại sức khỏe của mình nhiều nhất mà mình lại không biết.
hoặc là mình biết rồi mà mình ngó lơ, hoặc là biết ăn mặn là hại cho cơ thể mình đó nhưng mà vẫn ăn, rồi nói với mọi người là bảo vệ sức khỏe, hay bảo vệ sức khỏe là bảo vệ như thế nào, đúng không? Tại sao mình ăn chay, mình ăn rau củ, mình ăn những sản phẩm thuần chay, sức khỏe mình càng ngày càng cải thiện, tại vì hấp thu những chất tốt nhất, những chất có thể nuôi cơ thể mình, không có dư ra một cái gì hết, mà tâm hồn mình lại thanh thản nữa, cái sức khỏe mình cũng từ 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 trong tâm mình nữa, chứ không phải là từ môi trường bên ngoài đâu. Có bệnh từ từ vật chất và bệnh từ tâm bệnh đúng không? Nhưng mình ăn chay, tâm mình tốt, những sản phẩm tốt thì mình cũng đâu có bệnh tật gì nhiều. Thì do các bạn biết mà các bạn bỏ qua một bên, các bạn vẫn cứ nghĩ đó là đồ ăn của mình từ trước tới giờ rồi. Mà ăn, nếu mà mình bỏ đồ mặn ra, mình cảm thấy ôi trời ơi, thế giới này bao nhiêu thứ để mình hưởng thụ mà tại sao mình lại bỏ qua như vậy, đúng không? Nhưng mà mình ăn tới lúc mà mình bệnh, mình ăn không được nữa, thì những cái đó nó còn giá trị trong cuộc sống của mình nữa không? Thực sự sản phẩm chay rất ngon, rất nhiều những sản phẩm thuần chay mà để cho chúng ta ăn. Thịt cũng có miếng thịt chay mình tự sản xuất ra. Nhiều người nói tại sao gọi đã ăn chay rồi mà tại sao gọi là miếng thịt? Tại vì mình đã ăn với quen với những sản phẩm mặn rồi, thì khi mình tạo ra một miếng thịt chay để mình nghĩ đó là món ăn của mình, chứ mình không nghĩ đó là thịt từ con động vật. Nó chỉ là một tên gọi thôi, quan trọng là cái suy nghĩ và cái tâm của mình để trong món ăn như thế nào. Nếu mà các bạn thực sự muốn ăn á, thì các bạn thử quyết tâm một lần, và một tháng, hai tháng hay ba tháng gì đó, chúng ta hãy cùng nhau ăn chay. Và trước khi mà ăn chay thì chúng ta đi kiểm tra sức khỏe của mình, coi cái tình trạng sức khỏe như thế nào. Không cần sử dụng thực phẩm chức năng gì hết. Nếu mà mình có điều kiện mà sử dụng thì càng tốt. Còn nếu mình không á, thì mình kiểm tra sức khỏe xong rồi ăn thuần chay trong vòng 3 tháng, xong rồi mình kiểm tra lại cân nặng, kiểm tra lại những cái chỉ số sức khỏe trong cơ thể của mình nó có thay đổi thế nào, mình sẽ cảm nhận được hoàn toàn. Trong xã hội bây giờ thì mình nghĩ cái việc ăn chay cũng rất là bình thường so với chúng ta rồi, thì ai cũng quen, ai cũng biết được cách ăn chay, và cũng có rất nhiều những sản phẩm thuần chay phục vụ trên thị trường rồi. Quan trọng là chúng ta có muốn ăn hay không, và muốn thưởng thức hay không, và chúng ta có muốn cảm nhận được những cái lợi ích mà việc ăn thuần chay mang lại sức khỏe chúng ta hay không. Và cũng một phần nữa, bây giờ trên thế giới rất nhiều bệnh tật, rất nhiều dịch bệnh, trái đất nóng lên, rồi môi trường bị phá hoại, thì cũng có rất nhiều những hiệp hội, những quốc gia mà người ta đưa ra những cái chính sách mà gọi là ăn chay sống xanh để tạo hòa bình. Tại sao lại như vậy? Thì cũng như là theo nghiên cứu thì để sản xuất ra một cái sản phẩm chay với một sản phẩm mặn á, thì ví dụ như là trong một cái một hecta cánh đồng mà để trồng một cái lượng sản phẩm những rau củ hữu cơ để nuôi cho con người, thì chúng ta có thể nuôi đến hơn 30 người. Cũng từ cho một cánh đồng đó mà để trồng một sản phẩm, dùng những cái loại cỏ mà để nuôi một gia súc á, thì chỉ nuôi được một con gia súc thôi, so với hai cái bé cọc kiển như vậy. Một cánh đồng nuôi 30 người, một cánh đồng nuôi một con bò, ví dụ như vậy, thì tại sao chúng ta không trồng những sản phẩm sạch, rau củ quả hữu cơ để chúng ta sống, và chúng ta để nuôi một con bò, chúng ta lấy thịt từ con bò đó chúng ta ăn. Thì trong cái thịt con bò đó chúng ta ăn nuôi là, theo nghiên cứu là chỉ nuôi khoảng được 5 đến 10 người thôi, thì cái kia nó gấp 3-4 lần như vậy. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái sự mà lạm dụng tài nguyên thiên nhiên để nuôi, chăn nuôi gia súc, gia cầm để phục vụ cho cuộc sống của con người và cái việc ăn uống. Mà cái việc ăn uống này hoàn toàn không có lợi, nó lại làm cho sức khỏe con người càng ngày càng bị bệnh này bệnh kia, rồi quá nhiều dịch bệnh phát triển làm cho mình lộn xộn. Bây giờ hiện tại mình đang lộn xộn, hiện tại mình đang sợ dịch corona nè, rồi H5N1 nè, quá nhiều dịch bệnh cùng một lúc, chứ nó không còn lẻ tẻ như lúc trước nữa. Thì chúng ta hãy thay đổi ngay bây giờ. Thì cái việc ăn chay rất đơn giản. Tại bây giờ Huy thấy rất nhiều món trên thị trường, cũng rất nhiều món quán, nhà hàng thuần chay để phục vụ cho các bạn, thì các bạn hãy cùng đến ăn để thưởng thức hương vị của nó, và chúng ta hãy cùng nhau ăn chay để trưởng dưỡng lòng từ bi, tránh nghiệp sát sanh, tránh sự đau đớn trên tất cả các loài động vật, mà đó cũng giống như là những con vật mà mình nuôi ở trong nhà như vậy đó. Nó cũng là thú cưng của mình, như một người bạn của mình. Rồi mình ăn chay sống xanh để tạo cho một thế giới tốt đẹp hơn, tạo hòa bình hơn. Thì mong mọi người sẽ cùng với Huy để thực hiện được thông điệp đó trong tương lai.